Đây, bạn khách ở tận Hà Nội lên đây để đổi con Mazda 6 các bác ạ. Đổi với em con Mazda 6. Ôi dồi ôi, 27966. Có giữ lại biển không đây? Để cho tớ lái thử tí. Quay không thấy mặt đâu. Không sao. Thế cũng không sao đâu. À cũng không sao à? Ừ. Có giữ lại biển con này không? À chưa sang à? Thôi một đời ta mới vạn đời no, thiêu gì biển. À các bác còn nhớ con này ngày trước em mua ở Bắc Ninh không? Đây số kiểu như này là hộp số đời mới này, 6 số này. Đấy, bây giờ là đi vào để xem con Mazda 6 các bác nhá. Đấy, bạn này còn không cần cả sơn luôn. Nhưng mà để lỡ vào tí rồi, để tí nó hỏi xem nó kêu nó là bao tiền. Nhưng mà thôi cũng không vấn đề, chỉ là thực ra là cái xe lâu năm rồi mà không ấy thì nó kiểu như là nó xước răm, xước này xước kia, với cả cái ở đằng ba đợt sốc sau xước một tí. Đây để đi test các bác nhá. Bạn ấy đổi thì bây giờ em lại test cái con Cerato này. Lắp màn hình hết rồi. Đang bảo là hôm qua tôi nhớ đến bạn mà hôm nay thiêng thế. Đang bảo là đang đấy xây cái showroom đằng sau ấy, bảo là nhờ cái ông nào mà biết vẽ cho nó vẽ lên cho cái để dựng cái mô hình 3D cho dễ nhìn. Đây các bác ạ. Test xe này, 80 này. Đấy, đi cái đường bê tông này mà nó thế này cả. Nếu mà cái xe nó bị lắc hoặc ấy nhiều ấy là đường bê tông là chuẩn nhất này, kể cả ồn nhá, là cái đường bê tông này nó dội lên kinh khủng nhất. Nhưng mà này bạn thay được cái đôi lốp trước rồi à? Vâng. Thay lốp Michelin luôn à? Mileta. À Mileta mà nó nhìn sơ sơ. Thay lốp mới cái nhìn nó đi nó êm hẳn này. Mileta em thấy mà review êm. Êm đấy. Như này là êm đấy. Nếu mà đi cái xe mà ồn ấy, xe nào mà ồn ấy là đi trên đường bê tông là nó dội lên là kinh khủng lắm. Đó. Rồi. Đây các bác, con này thì có cả cần số tay này. Đó, em quay cái nút dấu cộng với dấu trừ này. Mình gạt cần số sang cái nút cộng trừ là được. Đây, bạn khách đang ở đằng sau xem xe Mazda. Em thì quay nét nốt cái mẫu này cho các bác này. Đấy, bác nào mà mua con này mà về gọi là giữ lại cái biển để đi 2-3 năm thì giữ lại cái biển là cũng rất ok này. Đấy, như em thì không có khẩu Hà Nội, em người Thái Nguyên nên đâm ra là không để làm cái gì cả. Đó. Vành đây. Có cả áp suất lốp. Đấy, các bác mà để ý là em đã có một cái clip cho con này. Cánh cửa này zin này, kính này zin này. Cánh cửa này keo chỉ cũng vậy luôn. À, con này đời 2011 các bác nhá. Đây cả bơm này, bơm chắc tí cậu lấy lại rồi. Có cửa sổ trời này. Cậu mới đăng kiểm này, tháng 3 2024 mới hết này. Kính này cũng green luôn. Để em mở cabo lên các bác nhá. Ốc cabo này thì tháo rồi các bác nhá, cả hai bên tháo rồi. À. Các bác nào mà theo dõi bên em lâu ấy, thì các bác sẽ biết được rằng là hôm đi mua con này em live stream mất khoảng 2-3 tiếng đồng hồ trên TikTok luôn đấy. Con này thì rong giàn cò là ra rồi các bác nhá. Đấy, ra mỗi rong giàn cò thôi, còn lại tất cả mọi thứ ok. Giàn đầu này cũng thế. Đấy, giàn đầu nó cũng thế. À, nét cái đèn này đã được độ đèn bi này. Đấy, được độ đèn quả bi này nhìn. Đây các bác. Đấy. Bên này nữa. Độ đèn rồi. Đấy, tất cả những cái này rin luôn này. Cả hai bên. Đẹp. Nói chung vận hành nó mượt mà lắm. Ban nãy em đi thử mẫu đấy, là các bác hình dung đấy. Đây, chìa khóa các thứ là đầy đủ hai chìa hết luôn. Đầy đủ hai chìa và đôi lốp trước là Michelin. À, bạn ấy đổi thay mới. Chìa khóa này.
bên trong. Cái này tí nữa cho em rửa ráy các thứ sạch sẽ xong bắt đầu quay chi tiết hơn cho các bác. Đấy, nhưng mà tóm lại là xe thì có va quẹt một chút xíu đằng đầu thôi, không vào đến sắt xi. Đấy, keo chỉ bốn cánh cửa zin, kính zin, lốp đẹp. Đấy, phanh các thứ em về em sẽ bảo dưỡng lại một lần nữa. Đấy, và chỗ nào xước xấu đi bảo dưỡng sơn xi vào tí nữa. Đây này. Đấy, chảy vài chút này. Cho đánh bóng các thứ đi. Đấy, rửa cái này mà rửa lại nước lã đi nữa thì cũng khá là đẹp. Đấy, cái bên ba đợt sốc đằng trước này thì hơi chảy các bác nhá. Đây này. Thì sẽ phải tóm lại là phải làm đẹp lại, vì là đi cái đường Hà Nội thì bao giờ nó cũng chảy xước. Đấy, đây này. Em quay clip này. Không biết các bác nhìn thấy đây này, nghiêng cái góc này các bác nhìn thấy này. Đó. Quay xa xa là gần như kiểu không xước gì cả đúng không? Với cái con Mazda này các bác này. Đấy, sáng nay đã chuyển ngay tiền cọc rồi. Thế Mazda 6 này dài ngoằng này. Đấy. Không cần chờ sơn xi nữa luôn. Cậu bảo là thôi đằng nào về Hà Nội là cũng vẫn xước như nhau, tóm lại là không sơn nữa. Đấy. Khách ở tận Hà Nội lên chốt ngay em Mazda 6 trong vòng phút mốt nốt nhạc luôn các bác ạ. Và ngay buổi sáng chốt, buổi chiều lên lái xe về luôn. Quá là tuyệt vời, xin chúc mừng bạn trẻ quyết đoán, nhanh, gọn, nhẹ. Xuống tiền luôn, đầy đủ tiền cái lái xe về. Rất là cảm ơn bạn, chúc bạn đi tốt, dùng bền và an toàn.